Chào mừng bạn đến với Tulato, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Như chúng ta đã biết, trong các thời kỳ khủng hoảng, bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào, dù lớn hay nhỏ, cũng sẽ phải gặp những khó khăn, những bất lợi bởi các biến đổi sẽ tác động ít nhiều đến sự tồn tại, hoạt động và phát triển của doanh nghiệp tổ chức đó. Đối với các doanh nghiệp, các nhà quản lý, vấn đề lớn nhất được đặt ra là làm thế nào để lập được những chiến lược, những chính sách phù hợp, hay làm thế nào để doanh nghiệp vượt qua được những cơn khủng hoảng bệnh tử và trở nên hùng mạnh hơn sau khủng hoảng. Với tất cả những số liệu khách quan được tổng hợp, phân tích chi tiết từ nguyên nhân đến hậu quả cũng như cách khắc phục, quản trị trong thời kỳ khủng hoảng sẽ đem đến cho bạn đọc những lời giải đáp tương tận cùng góc nhìn mới, rằng thời kỳ khủng hoảng là một thời kỳ nguy hiểm, đáng lo ngại, nhưng đó cũng lại là một cơ hội tuyệt vời cho những ai hiểu rõ nó, chấp nhận và khai phá những thực tế mà nó mang lại. Hãy cùng Tulato khám phá cuốn sách này nhé! Để có thể kết nối những chiêm nghiệm của bản thân với bạn đọc, tác giả cuốn sách Peter Drucker đã trải qua một quá trình nghiên cứu tận tụy cùng với những cống hiến có ảnh hưởng sâu rộng. Ông được biết đến là chuyên gia kinh tế học, là một nhà nghiên cứu về quản lý và chính trị học nổi tiếng nhất thời hiện đại của nước Mỹ, là nhân vật đại diện của trường phái kinh nghiệm chủ nghĩa của phương Tây. Người đọc quen thuộc với Peter Drucker hẳn không thể quên ông luôn là một nhà chiến lược đại tài, là cha đẻ của ngành quản trị kinh doanh hiện đại. Với kết cấu 5 phần được cô đọng trong hơn 100 trang sách, Peter đã truyền tải đến bạn đọc những thông điệp quý báu theo một cách rất tự nhiên và gần gũi. Ở phần 1, tác giả đưa ra những phương hướng quản lý những vấn đề cơ bản, khái quát với những đòi hỏi mới mẻ và khác biệt như khả năng thanh toán, hiệu quả, chi phí trong tương lai, đến cụ thể trên các khía cạnh như thích ứng với lạm phát, hiệu quả của lao động trí óc hay chi phí duy trì hoạt động với ảo tưởng về lợi nhuận. Dựa trên các vấn đề đó, trong phần 2, việc quản lý cho tương lai được đề cập một cách rõ nét trên 6 phương diện mới, bao gồm tập trung các nguồn lực vào thành quả, bỏ qua quá khứ, quản lý phát triển tăng trưởng, quản lý đổi mới và thay đổi, các chiến lược kinh doanh cho tương lai và thẻ điểm cho nhà quản lý. Đến phần 3, độc giả được nhìn nhận về việc quản lý sự thay đổi lớn qua cơ cấu dân cư mới và động lực dân cư mới. Bước vào phần 4, quản trị trong môi trường khủng hoảng, khái quát trọn vẹn các vấn đề ở phần 3 và tổng kết các ý chính xuất hiện trong các phần đầu. Cuối cùng, trong phần kết luận, những thách thức đối với quản lý được tác giả đề cập chi tiết một lần nữa để đưa ra những định hướng, những giải pháp thiết thực cho toàn bộ các vấn đề trong các trường trước đó. Nhờ vậy, góc nhìn quản trị học trở nên gần gũi, thiết thực với mỗi người. Có thể nói rằng, khủng hoảng cũng chính là một cơ hội để kiểm chứng thực lực thực sự của công ty cũng như bản thân của những nhà quản trị mà chưa khám phá hết những năng lực cá nhân của mình. Sẽ như là kim chỉ nam cho các nhà quản lý, các nhà điều hành trên hành trình tìm kiếm những câu trả lời hợp lý cho việc hoạch định chính sách, thiết lập các hành động và bước đi phù hợp nhằm đưa doanh nghiệp của mình vượt qua những khó khăn. Theo lời nhận xét của công ty cổ phần Alpha, Alpha Books, quản trị trong thời kỳ khủng hoảng là một trong những cuốn sách quản trị kinh điển đã tập trung hoàn toàn vào các hành động, chiến lược và cơ hội, những điều các nhà quản trị có thể làm, nên làm và phải làm trong những thời kỳ biến động khủng hoảng. Và trong cuốn sách kinh điển này, Peter đã chỉ ra rằng thời kỳ khủng hoảng là một thời kỳ nguy hiểm, đáng lo ngại, nhưng đó cũng là một cơ hội tuyệt vời cho những ai hiểu rõ nó, chấp nhận và khai phá những thực tế mà nó mang lại. Như vậy, với góc nhìn khách quan nhất nhưng cũng tích cực nhất, Peter Drucker đã cho độc giả thấy được những diễn biến mọi mặt của việc quản lý trên nhiều khía cạnh, cả khi bình ổn lẫn lúc biến động của nền kinh tế khó lường. Với những ai có thể nhìn thấy được những cơ hội trong khủng hoảng, thực tế khó khăn cũng chỉ là một phép thử để chứng tỏ năng lực của bản thân mà thôi. Qua cuốn sách này, các độc giả của Tulato đang là những nhà quản lý, nhà điều hành có thể học hỏi được điều gì? Theo Peter Drucker, những vấn đề cơ bản của quản lý không thay đổi, nhưng những yếu tố cụ thể để quản lý chúng thì thay đổi cùng với sự thay đổi của những điều kiện bên trong và bên ngoài. Do vậy, việc quản trị trong thời khủng hoảng cần bắt đầu với những đòi hỏi mới mẻ và khác biệt như khả năng thanh toán, hiệu quả và chi phí trong tương lai. Những vấn đề cơ bản của quản lý doanh nghiệp cần được đưa lên hàng đầu bao gồm: thứ nhất, thích ứng với việc lạm phát. Thông thường, tiền vẫn được coi là thước đo giá trị, nhưng trong thời kỳ lạm phát, tiền thì chỉ mang tính chất ảo mà thôi. Vì vậy, trước khi có thể quản lý được các vấn đề cơ bản. Tất cả các số liệu quan trọng liên quan đến doanh nghiệp như doanh số, tình trạng tài chính, nợ nần và khả năng trả nợ cũng như thu nhập phải được thích ứng với lạm phát. Thứ hai, quản lý để duy trì khả năng thanh toán và sức mạnh tài chính. Thị trường chứng khoán ngày càng đánh giá các công ty theo khả năng thanh toán chứ không phải theo lợi nhuận. Nói một cách khác, trong thời kỳ khủng hoảng, các nhà quản lý phải đặt ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường duy trì khả năng tài chính chứ không phải là lợi nhuận. Đồng thời phải luôn nắm rõ khả năng thanh toán tối thiểu mà công ty cần có để duy trì hoạt động. Thứ ba, quản lý nguồn lực hiệu quả. Tất cả các tổ chức đều có cần đến 3 nguồn lực quan trọng, đó là vốn, thời gian và tri thức. Đối với mỗi tổ chức, nguồn lực vật chất lại khác nhau. Mỗi một tổ chức phải cân nhắc thật chính xác đối với mình yếu tố vật chất quan trọng nhất là gì để từ đó có thể quản lý một cách phù hợp. Thứ tư, hiệu quả của lao động trí óc. Nhà quản lý phải nhận biết chính xác nhiệm vụ của lực lượng chuyên môn có trình độ cao. Điều này đòi hỏi nhà quản lý phải biết đến những điểm mạnh của nhân viên và vị trí nào họ có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình. Thứ năm, chi phí duy trì hoạt động với ảo tưởng về lợi nhuận. Đối với các nhà quản lý, việc hiểu rõ về chi phí duy trì hoạt động và coi chúng là một chi phí thực sự là một trong những nhiệm vụ cơ bản. Cuốn sách đã tồn tại cả một thời gian dài, thậm chí còn trải dài từ giai đoạn khủng hoảng này tới giai đoạn khủng hoảng khác. Do đó, những dự đoán xác đáng về sự phát triển của các khu vực kinh tế thứ ba, về sự cần thiết của một đồng tiền xuyên quốc gia và nền kinh tế mậu dịch, hay vai trò của công nhân tri thức và sự hình thành xã hội làm thuê đều đã được kiểm chứng qua thực tế. Trong thời kỳ thị trường có nhiều biến động như hiện nay, những kiến thức và kinh nghiệm ấy vẫn còn nguyên những giá trị. Tulato hy vọng cuốn sách này sẽ thực sự bổ ích và hỗ trợ hiệu quả cho công việc và cuộc sống thường nhật của bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách Quản trị trong thời khủng hoảng của Tulato. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!